Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có gói hàng về rất là hay. Để quăng quên. Rồi, cái gói hàng này là 737.000 cho bạn. Mình ship quả tóc, mình đặt trên Shopee á. Cái này là cái bộ mở rộng sóng. Đây, bộ mở rộng sóng nè các bạn. Của Tebilin nha các bạn. Mã hiệu là RE505X Wi-Fi 6. Thì mình cần mở rộng sóng trong nhà nên là mình mua sẵn rồi, mình quay video lại để mình chia sẻ với các bạn. Đây, mình mua là 737.000. Cái này là mình được một cái voucher giảm giá, giảm 8% với lại free ship quả tóc. Thì mình đặt. Bây giờ mình sẽ khui ha các bạn ha. Hiện bây giờ là mình ngồi cách cái Wi-Fi chắc khoảng 8m đó các bạn, 6m, 8m. Thì cỡ đó, mình nhắm không chính xác được đâu, chắc cỡ 6 đến 8m thôi. Rồi bây giờ mình sẽ khui để mình test luôn cái bộ này ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình khui nha các bạn. Shop hả? Shop thì mình mua ở cái shop Alex Shop nè các bạn. Alex Shop 46 đường Ba Vân, phường 14. Mình khui nha các bạn. Phường 14 Tân Bình, nó cũng gần mình. Rồi. Sản phẩm nguyên siêu. Nguyên siêu luôn các bạn. Rất là đẹp, nguyên siêu. Nguyên siêu bọc luôn các bạn ha, nguyên siêu bọc. Đây là cái code để các bạn quét cái phần mềm các bạn sử dụng. Cheater app của Tebilin. Đây. AX1500. Mở rộng hai mạng luôn các bạn, 2.4 với lại 5. Hai băng tần á, mở rộng hai băng tần luôn các bạn. Hai băng tần luôn, mở rộng hai băng tần luôn. Có điểm truy cập luôn ha. Rồi, Wi-Fi 6. Rất là dễ setup để mình thử ha. Còn gì nữa không? Rồi, không. Dịch vụ sau bảo hành. Rồi bây giờ mình sẽ khui nha các bạn ha. Nói chung là sản phẩm bên chỗ này bán là nguyên siêu bọc từ A tới Z hết nè các bạn. Để coi mã sản phẩm, code. Rồi. Mình để mình thử ha, mình test. Giờ mình khui siêu nha các bạn, khui siêu. Đây siêu bọc nó các bạn. Rồi. Đây là bộ mở rộng sóng hai băng tần của Tebilin. Mình mua của Alex Shop ha. Rồi, để mình thử. Còn nguyên siêu thì thích lắm, miễn là tháo ra đừng có bể vỡ hay là cháy nổ thôi. Rồi. Trong rồi có gì ha các bạn. Ghi là nhà cung cấp thiết bị Wi-Fi số 1 thế giới. Để mình thử ha. Đây. Đây. Gồm cái gì? Nó gồm có sách hướng dẫn. Ồ, mình cảm nhận rất là đẹp nha các bạn. Hiện giờ mình đang ngồi xa cái Wi-Fi nhà mình từ 6 đến 8 mét. Mình không có chính xác được. Hai tầng lửng thì mình không có rõ. Rồi. Rất là to. Để bạn, rất to nha. Nó sẽ sắp như vậy. Như vậy thì mình sẽ phải bật nó lên như thế này. Bật lên hay bật xuống? Bật nó lên. Quay xuống được không ha? Quay xuống không được các bạn, quay xuống tới đây nó đứng rồi. Quay xuống tới đây nó đứng rồi. Như vậy các bạn sẽ phải bật lên. Nếu mình cắm như thế này. Cắm như thế này thì có vẻ là tiện hơn. Nhưng mà cắm như thế này thì không được rồi. Bắt buộc mình sẽ khởi cắm như thế này các bạn ơi. Mình sẽ quay nó lên nè. Rồi, như vậy thì mình sẽ cắm vô như thế này. Mình cắm vô như thế này thì có vẻ nó hơi nặng nếu mà mình treo.
cũng được, mình sẽ áp vô ngay chỗ cái lỗ số 2 thì nó sẽ dễ hơn. Nó có nút nhấn không? À, nó có nút nhấn nè các bạn. À, nút khóa mở nè. Rồi gì nữa? Không gì nữa hết. Rồi, bây giờ mình sẽ test luôn nha các bạn ha, test luôn. Coi cái cục mở rộng này như thế nào, dễ gài đặt không ha. Rồi, đây, ở đây có. Rồi, ở đây có ha, mình sẽ cắm luôn ha. Rồi. À, nó lên nè các bạn. Rồi, nhấn nút nguồn mở ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử ha. Mình cũng cài cái phần mềm này rồi. Rồi, bây giờ mình cũng cài cái phần mềm này rồi. Đây các bạn. À. Twitter đây. Rồi. À, mình đăng nhập luôn ha. Trước hết mình sẽ kết nối wifi với thằng này trước. Mình kết nối wifi với nó trước đã. Rồi, mình sẽ kết nối wifi với thằng này. Đây, nó đây. À. Rồi, nó đây. Rồi, kết nối xong thì mình sẽ vô ngay chỗ này. Mình sẽ vô ngay chỗ cái ngôi nhà màu xanh nè các bạn. Cái teacher này. Mình lít vô. Rồi, mình sẽ lít vô nó ha. Nó nhận luôn nè. Nó nhận luôn rồi. Kết nối vô nó nhận luôn nè. Mình lít vô. Rồi. À, mã mới. Mật mã mới là để mình kết nối với cái này nè. À, thì để đơn giản đi. Để đơn giản mình kết nối với cái này thì mình sẽ nhấn mật mã mới luôn ha các bạn ha. Rồi, mình cái thứ nhất. À, cái này khó chịu quá, mình đặt từ 1 đến 9 nó còn không chịu ha. Rồi. À, nó không cho ha. Như vậy thì mình à. Rồi, để mình sẽ đặt cái mật khẩu. Cái mật khẩu này là mình đặt cho cái thằng Tabilin nè các bạn. Mình đặt cho nó để sau này nó kết nối vô. Thì để các bạn mình sẽ đặt hai mật khẩu này nha. Đây, sau khi mình đặt bình tới 9 ha, chữ bi tới 9 á, à, từ 1 tới 9 á, thì mình sẽ đặt xong rồi mình nhấn chữ tạo nè các bạn ha. Đó. Cái này là tạo mật khẩu cho cái RE 505X này thôi. Rồi bây giờ nó quét. Thì mình sẽ vô cái bình minh nè, bình minh là cái gốc của mình nha, cái bản gốc của mình nè. Đó. Rồi mật khẩu bình minh mình cũng 1 tới 9 thôi các bạn, đơn giản lắm. Rồi, à bỏ số 8 thôi. Rồi mình test thử nha. À, mình có 5G luôn nha các bạn, 5G bình minh 5G luôn. Tại vì mình đổi bát lại cho nó đơn giản á, để mình làm review á. Thì có gì mình đổi bát sau. Đó, rồi mình nhấn OK nè các bạn. Đó, 1234679 là 1234679 luôn nè các bạn. Rồi tiếp nè. Rồi. Xong hả bạn ha, xong hết ha. À, mình muốn thay đổi thì mình thay đổi, còn không mình muốn xác nhận. Bộ xác nhận nó có thêm cái chữ ET thì mình xác nhận thôi. Còn không mình muốn quay lại thì mình quay lại. Đó. Đây. 2G, 5G nữa bạn. À, mình tiếp thôi. Đó, nếu mà bạn muốn đặt lại tên thì mình đặt lại tên ha. À, mình đặt lại tên thì mình để ETX luôn để mình biết là mạng mở rộng thôi. Rồi mình nhấn áp dụng nè. Nó chạy 100 là xong đó các bạn. Như vậy là nếu mà nó chạy được 100 là trong phạm vi 6m. 6m là có thể nó bắt tốt đó các bạn. Nó bắt tốt và nó mở rộng được luôn á. Để mình thử coi nha các bạn.
Rồi, xong rồi bạn thử nha. Hoàn thành. À, mình kết nối luôn. Rồi, như vậy là hoàn thành rồi các bạn. Rồi. Quá tốt hả các bạn ha, như vậy là nó đã vô được rồi. Bây giờ mình sẽ đây. À, mình đóng lại nha. Mình coi mức độ nó mạnh tới cỡ nào nha các bạn, mình coi mức độ nó mạnh tới cỡ nào luôn. 6. Đây, mình sẽ lấy bình minh đi ha. Mình lấy 2.4 đi, lấy 2.4 cho nó coi mức độ mạnh nó tới cỡ nào. 5G thì nó mạnh rồi. Rồi, đây bình minh ETS nè các bạn, bình minh ETS nè. Đó. Rồi, mình cũng lấy một từ 1 tới 9 nha các bạn. Rồi nó vô luôn các bạn. Siêu nhanh luôn các bạn. À, thử mình sẽ thử mình mở cái YouTube thử các bạn ha, mở YouTube thử coi sao ha. Các bạn thấy siêu nhanh luôn. Rồi. Tại vì nhiều quá thì sẽ bị đánh giá cái mình sẽ bị cái đánh giá bản quyền á các bạn, nên là mình không có mở lâu được. Nói chung là rất là tốt nha các bạn. À, rất là tốt, chạy nhanh lắm, chạy siêu nhanh luôn. À, ha thì mình nghĩ là cái sản phẩm này các bạn có thể mua được á. Đây nó bắt được 2.4 2.4 các bạn, 5G luôn. Full wifi luôn. Thì mình nghĩ là sản phẩm này rất là tốt và rất là đáng mua. Còn giá của nó thì các bạn hồi nãy cũng thấy rồi. Giá của nó thì mình có cái hộp nữa đâu. Đây. Giá của nó là 737.000. Thì nói chung là mình có cái voucher giảm giá, các bạn canh voucher giảm giá các bạn mua. Sản phẩm này rất là đáng mua, shop bán rất là uy tín. Còn hộp thì các bạn thấy là còn nguyên siêu á, hồi nãy các bạn thấy còn nguyên siêu rất là đáng mua nha các bạn. À, hiện giờ mình đang ngồi cách wifi gốc nhà mình là 6m, nó có 2 băng tần luôn các bạn. Thì mình nghĩ là mình mua cái này để phục vụ cho giảng dạy thì sẵn thì mình chia sẻ với các bạn luôn, rất là đáng mua. Thì nói chung là sản phẩm thì mình xài của TP-Link rất là nhiều thì mình cảm thấy rất là tốt. Thì đợt này mình đặt thêm cái này thì khá là xịn, nhưng mà nó tới 700 mấy. À, vùng mở sóng của nó cũng rộng, các bạn có thể mua được á. Ở đây thì có cái phần sách hướng dẫn, do là mình cũng xài các cái bản cũ của nó cũng quen rồi, nên là mình vô mình xài luôn, mình làm luôn. Chứ còn không các bạn có thể coi hướng dẫn ở đây nè. À, các bạn nếu mà không có quen các bạn có thể scan để các bạn coi cái video hướng dẫn ở đây nè. Đây, các cái video hướng dẫn vô đầy đủ hết các bạn. Rồi, tới đây mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.